Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 2 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn khiến 3 người tử vong, ba ô tô hư hỏng nặng ngay khi clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn được lan truyền trên các diễn đàn đặc biệt là diễn đàn về ô tô đã có hàng trăm ý kiến phân tích cách xử lý của tài xế xe con theo đó hầu hết ý kiến cho rằng nguyên nhân ban đầu do tài xế xe con đã vượt ẩu một người dùng mạng xã hội nêu ý kiến nếu đã đi đường lạ xác định vượt thì đúng luật vượt trái còn không thì đừng cố làm gì để đánh đổi tính mạng của những người thân bản thân vướng vòng lao lý tương tự tài khoản thanh hai cũng viết Thẳng thắng ra mà nói thì lỗi là của xe con, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát vạch kẻ đường vượt phải. Quan sát vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng theo quy định của luật giao thông đường bộ thì vượt xe di chuyển cùng chiều phía trước là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước, khi vượt, các xe phải vượt về bên trái trừ các trường hợp được quy định trong luật giao thông đường bộ. Xe đi với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ đi sát về phần đường bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. Chỉ khi nào đảm bảo an toàn thì xe đi sau mới được vượt xe phía trước. Trong đó điều kiện để đảm bảo an toàn là phải đảm bảo tầm nhìn, có khả năng quan sát của người vượt xe. Tầm nhìn vượt xe an toàn là khoảng cách đo dọc theo mặt đường tính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy trên đường hai làn xe hai chiều có thể vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn cùng chiều bằng cách chiếm dụng làn xe chạy phía chiều ngược lại và quay trở về làn cũ của mình một cách an toàn, luật sư Cường phân tích. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra xác định người điều khiển chiếc xe ô tô con màu trắng có lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông trên và đã khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố bị can đối với người đàn ông này về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 260 bộ luật hình sự năm 2015. Trường hợp hai người tử vong thì người gây tai nạn có lỗi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 đến 10 năm, còn trường hợp ba người tử vong trở lên hoặc thiệt hại đến tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, người gây tai nạn sẽ chịu mức án 7 năm đến 15 năm tù. Luật sư Cường nói trong vụ việc này, theo ông Cường, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của người điều khiển xe ô tô đầu kéo và người điều khiển xe ô tô tải để xem xét hai người điều khiển phương tiện này có lỗi gì không, có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không. Theo nội dung camera hành trình của xe ô tô đầu kéo thì người này đi đúng phần đường của mình và đoạn tai nạn là đoạn hẹp và hạn chế tốc độ, bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ người điều khiển xe đầu kéo có tuân thủ về tốc độ hay không. Nếu trường hợp tuân thủ về tốc độ thì người này không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm pháp lý, không bị xử lý hình sự, đồng thời cũng không phải bồi thường thiệt hại đối với vụ tai nạn này. Ngược lại, chủ xe đầu kéo còn có quyền yêu cầu người nào có lỗi trong vụ tai nạn này phải bồi thường thiệt hại do chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng, luật sư Cường phân tích. Do vậy trong vụ việc này, luật sư Cường cho hay với nội dung thể hiện qua clip thì khó có thể bắt lỗi đối với người điều khiển xe đầu kéo rất có thể người này sẽ vô can đối với vụ tai nạn bởi họ đã đi đúng tốc độ, đúng phần đường và nguyên nhân vụ tai nạn là do xe ô tô con vượt ẩu. Tình huống tai nạn này có thể được xác định là sự kiện bất ngờ đối với người điều khiển xe đầu kéo. Tuy nhiên, người này cũng sẽ gặp rắc rối bởi chiếc xe này sẽ bị tạm giữ để tiến hành xác minh điều tra, sẽ bị triệu tập tham gia vụ án hình sự với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ mất thời gian để làm việc với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án này. Đó thực sự là điều không may đối với các tài xế khi tham gia giao thông mà liên quan đến các vụ tai nạn. Đối với người điều khiển xe ô tô tải đi ngược chiều đâm vào xe ô tô con cũng có thể người này không có lỗi bởi đây là sự kiện bất ngờ nếu trường hợp người điều khiển xe ô tô tải đi đúng tốc độ và có chú ý quan sát Nội dung thể hiện qua clip cho thấy sự việc diễn ra rất nhanh, chiếc xe ô tô con va chạm với xe đầu kéo và bị văng về phía trước. Đúng lúc đó thì xe ô tô tải đi ở chiều ngược lại đi tới và đâm va vào dẫn đến tai nạn liên hoàn. Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe ô tô tải này đi đúng tốc độ, đúng làn đường và có chủ ý quan sát sự việc diễn ra là bất ngờ thì người này sẽ vô can không phải bồi thường thiệt hại và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hậu quả của vụ tai nạn. Thậm chí, người này được xác định là người bị hại, có quyền yêu cầu người gây ra tai nạn có lỗi phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản do vụ tai nạn gây ra, luật sư Cường nói. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, nguyên nhân ban đầu xác định do ô tô con biển kiểm soát 36A48567 vượt bên phải rồi tạt sang trái và đầu xe container nên gây ra tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với ông Phan Đình Kiều, sinh năm 1969, trú xã Đắc Bà La, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Tài xế điều khiển xe ô tô con, biển kiểm soát 36A48567 là âm tính liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, mới đây đại tá Nguyễn Đình Thừa, phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, đơn vị vừa chỉ đạo công an huyện Phong Điền khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều lái xe con biển kiểm soát 36A 48567 do điều khiển phương tiện vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền làm 3 người chết. Nhận được tin báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Hải Minh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đến bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm hỏi, trao hỗ trợ 15 triệu đồng đến thân nhân có người tử vong, 2 triệu đồng đối với người bị thương. Đến 15 giờ ngày hôm qua 18 tháng 2, đoạn tuyến nơi xảy ra vụ tai nạn các phương tiện giao thông đã cơ bản lưu thông trở lại bình thường. Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Phan Đình Kiều sinh năm 1969 ở tỉnh Con Tum, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A48567, chở theo 4 người trong gia đình, gồm anh Phan Đình Quý sinh năm 1978, vợ Lê Thị Hạnh sinh năm 1983 và hai cháu Phan Lê Khánh Vân sinh năm 2009, Phan Đình Quang sinh năm 2015, cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ, La Sơn, theo hướng Nam Bắc. Vụ tai nạn liên hoàn trên đã khiến cháu Phan Đình Quang tử vong tại hiện trường. Cháu Phan Lê Khánh Vân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Chị Lê Thị Hạnh bị thương rất nặng, được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2, nhưng đã không qua khỏi. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, tại km 48, cộng 200m, cao tốc Cam Lộ, La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền, ô tô con vượt lên từ phía bên phải và chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát. 63C43659 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 63R00227 do anh Huỳnh Văn Dũng sinh năm 1974 trú xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang đang đi cùng chiều phía trước cùng làn đường. Sau va chạm, ô tô biển kiểm soát 36A48567 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng, đâm vào xe tải biển kiểm soát 63H00568 Do anh Lâm Văn Tâm, sinh năm 1982, trú phường Vĩnh Mỹ, châu Đốc, An Giang cầm lái, đang đi trên phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng. Sau đó, ô tô biển kiểm soát 36A48567 tiếp tục lao xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng. Cùng lúc đó, ô tô biển kiểm soát 63H00568 bị xe đầu kéo biển kiểm soát 51G15090 kéo theo cho móc biển kiểm soát 51R34920 do anh Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 1980, trú phường Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang đi cùng chiều phía sau cùng làn đường hướng Quảng Trị, Đà Nẵng, Tông vào. Vụ tai nạn khiến ba người trên xe ô tô 36A48567 bị tử vong. Xe ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng, hất văng khỏi rào chắn xuống về đường. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn